dân đây không kêu ai được cả, kêu trưởng khu bảo xã rồi vậy, máy xúc ấn gầu xuống, nền đất xuống, họ tính cân mà. Mấy cái xe này là họ lấy trực tiếp ở đây xong họ trở về chỗ nhà máy ở trên Mỹ Phúc à? Chạy nhiều nhà máy nữa, tại Hà Mỹ ra Hoàng Mỹ và ra Bắc Linh, Việt Trì. Để thẩm quyền để mà kiểm tra cái chất đất nó như thế nào thì cái này là cấp địa phương không có thẩm quyền này, mà phải là cấp tỉnh. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký nhật ký cuộc sống của ngày 21 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì theo phản ánh của người dân trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có tình trạng nghi khai thác và vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản. Và cũng từ đây thì hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản này còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt của người dân, gây ra hệ lụy xấu với môi trường và khiến cho người dân bức xúc, đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục tiêu điểm nhật ký ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào trung tuần tháng 4 năm 2022, thì kênh VTC14 đã có loạt phóng sự để phản ánh về tình trạng công khai trộm đất tại một số điểm khai thác mỏ trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Và vừa qua, thì kênh VTC14 lại tiếp tục nhận được thêm nhiều phản ánh của người dân về tình trạng tái diễn hoạt động khai thác khoáng sản tại một số mỏ, khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Vậy thì thực hư câu chuyện này như thế nào? Phóng viên của kênh VTC14 đã có mặt tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc để tiếp tục phản ánh tới quý vị về vấn đề này. Theo phản ánh của người dân, mỏ đất này trước đây từng cấp phép cho công ty Bắc Ái và nay đã hết hạn. Nhưng không rõ mỏ đất đã được gia hạn hay chưa. Người dân chỉ biết rằng hoạt động khai thác tại đây có điều mờ ám. Và khi thấy sự xuất hiện của ống kính máy quay, thay vì tiếp tục hoạt động khai thác, vận chuyển, thì xe xếp hàng dài ngoài đường, máy múc ngừng làm việc và dấu vết khai thác vẫn còn rất mới. Trong kia để bảo mỏ lậu, Bắc Ái đấy, thỉnh thoảng lấy chứ không phải là ngày nào cũng lấy. Làm sao mình biết được là họ lấy lậu ạ? À? Đấy như bây giờ xe cháu ra ngoài kia vẫn đứng tới ngoài kia cháu. Sao họ lại đứng ở ngoài đấy ạ? Nếu tắc khoảng buổi sớm nó phải hàng trăm cái xe. Nhưng mà một cái vài cái nữa nối đuôi nhau chạy, các cháu đi khỏi lại tiếp tục dân họp năm ngoái hôm kia chả họp mấy ngày đi ạ, tức là dân đã từng chặn xe ở đây. Ôi trời ơi, năm ngoái hôm kia cả làng chặn ạ, không biết làm nào cả, mới kêu ai cháu, dân đây không kêu ai được cả, kêu trưởng khu và xã rồi vậy. Nó có tí mền cái đất mình nhà đấy này rất là một cái kia thì là thôi mình lấy có tí rồi đấy thôi, còn chẳng còn thôi nè, anh em thì làm thì tạo điều kiện nhập làm cái gì nó chẳng sai, chẳng cái gì nó đúng không? Sáng nay lãnh đạo lên mà chắc lãnh đạo tỉnh lên sáng nay lãnh đạo tỉnh lên đây ạ. Và có vào mỏ mình không ạ? Có à. mỏ thì của Bắc Ái, nhưng mà mỏ Bắc Ái thì em tưởng là cái mỏ này của mình là hết hạn rồi. Nó hết hạn rồi. Nhưng một ngày thì mình được nhiều không ạ? Đăng ký có mấy cái đầu xe, còn 11 giờ là phải nghỉ, chiều 6 giờ nghỉ. Nhưng mà em thấy là sao ở ngoài kia lại có nhiều xe đỗ thế, khi nào em thấy ở kia có phải có tấm hơn chục cái xe đỗ. Chắc em đứng đấy nó vẫn chạy ra chạy vào. Tiếng ồn, bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ, tai nạn giao thông. Đó là những gì người dân tại xã Tử Du và xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đang phải gánh chịu. Từng đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau cày nát tuyến đường. Thứ mà những chiếc xe này mang đi là đất. Và đây là nơi bắt đầu cho cuộc hành trình từ khai thác tới vận chuyển. Sẽ không ai quan tâm nếu chúng vô hại. Xe mà bình thường thì chỉ được cho phép chạy bằng thùng. Nhưng đây là nó là họ là lên tới 1 mét chiều cao. Thì đấy là hiện tượng quá khổ quá tải. Nhưng đồng chí nhìn thấy biển đấy, nhìn thấy xe đấy. Nó lèn quá tẻ luôn này. Máy xúc ấn gầu xuống, nền đất xuống. Họ tính cân mà. Họ tính cân. Thực tế là như thế. Bụi bẩn dọc đường. Về việc này thì sau khi phát hiện cũng như hiện tại chúng tôi cũng luôn chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tất cả về công tác vận chuyển khai thác. Ngoài việc khai thác không đúng với giấy phép
thì đa số các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lập Thạch đều không có trạm cân, khai thác vượt quá độ sâu cốt nền theo quy định. Những gì đang diễn ra trên địa bàn huyện Lập Thạch khiến dư luận dấy lên lo ngại về công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản của các cấp chính quyền địa phương. Trong quá trình thâm nhập thực tế, thì ekip phóng viên của kênh VTC14 nhận thấy khoáng sản được khai thác tại các mỏ đất san lấp ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc có màu trắng bở và nhiều người dân có đất bán cho các mỏ cho biết rằng đó chính là cao lanh, một loại khoáng sản được khai thác để làm vật liệu trong sản xuất gạch. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thì cho rằng không biết đó là khoáng sản gì. Vậy thì có hay không việc tài nguyên khoáng sản bị thất thoát, gây thất thu nguồn thuế mà chính quyền sở tại thì lại không hề biết tới việc này? Xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp theo dõi phản ánh dưới đây của phóng viên chương trình. Máy xúc đào sâu, xe tải chở sẵn, mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe chở đất có đặc điểm nhận dạng giống cao lanh, vận chuyển đi tiêu thụ. Người dân cho biết loại đất màu trắng mịn dẻo này đã được các doanh nghiệp khai thác trong suốt một thời gian dài. Mấy cái xe này là họ lấy trực tiếp ở đây xong họ trở về chỗ nhà máy ở trên Vĩnh Phúc à? Chạy nhiều nhà máy nữa. Tại Mỹ ra Hoàng Mỹ, Bà Rai, Bắc Linh, Việt Trì, cả Victor, Amaro. Mà Bà Rai thì Bà Rai của nó có mấy nhà máy, không phải một nhà máy đâu. Nhiều tháng qua, người dân và báo chí đã phản ánh đến chính quyền địa phương về nghi vấn loại đất giống cao lanh này. Qua kiểm tra thấy rằng là nó có hàm lượng cao lanh là không đáng kể. Chủ yếu mà cũng qua nắm bắt thông tin thì chủ yếu là các cái xe này đổ vào các cái công trình giao thông san lấp. Thì người dân thì cứ thấy cái đất đó thì cho là cao lanh như vậy thôi. Đất cao lanh thì báo cáo với chị là thực ra thì chúng ta nói là về đất cao lanh, nhưng mà để bảo đi giám định thực tế để khẳng định nó là đất cao lanh hay không thì cũng chưa cơ quan chức năng là giám định, bởi vì ở đây không phải xác định là đất cao lanh mà nó chỉ lẫn một phần cái đất dạng cao lanh chứ không phải là đất cao lanh, xác định là như vậy. Trong lúc chờ cơ quan chức năng vào cuộc thì ngày có tới hàng trăm lượt xe chở đất nghi là cao lanh đưa đi tiêu thụ. Theo chân chiếc xe đầu kéo có biển kiểm soát 88C23541. Móc kéo 88R01323. Xuất phát từ điểm mỏ của công ty miền Bắc. Và điểm đến của những chiếc xe này không phải như giấy phép được cấp mà lại là nhà máy gạch Đại Việt. Đây chỉ biết là công ty của Đại An thôi, còn đất thì không biết là lấy đâu của công ty Đại An. Mỗi ngày khoảng bao nhiêu chuyến? Thống kê hết ngày mới được, rồi có hôm chạy vài chuyến thôi, chạy suốt đến tối. Đất này đất gì đấy? Đất sét thôi. Cũng ở xã Tử Du, công ty Như Ngọc được cấp phép đất san lấp đường tránh Tam Dương, quốc lộ 2C, cải tạo tuyến đường 305 và 305C. Thế nhưng, theo dõi hành trình của chiếc xe đầu kéo 88C17872, móc kéo 88R00950. Từ vị trí tập kết của công ty Như Ngọc, chiếc xe này đã vượt gần 100 cây số để tới nhà máy gạch Phổ Yên, Thái Nguyên. Mấy cái xe mà họ chở đất vào đây là họ chở đâu về đấy? Chở rất là đầy, nhưng mọi người toàn đường 88 này, những cái là nó móc vào đâu. Mới ở đâu? Ở tỉnh nào đến hay như là chỉ biết là nó vào đây. Đất này đất gì? Dạ, đất nằm gạch chỉ biết là đất nằm gạch thì. Việc doanh nghiệp được cấp phép một đằng nhưng vận chuyển đi tiêu thụ một nẻo đã thêm một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi nghi vấn về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của các cấp chính quyền địa phương huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Vâng thưa quý vị, vậy thì có hay không chuyện trục lợi khoáng sản gây thất thoát tiền thuế của nhà nước và chính quyền cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch cũng như là tỉnh Vĩnh Phúc có biết việc doanh nghiệp được cấp phép một đằng nhưng lại vận chuyển một nẻo hay không? Để làm rõ nội dung này, thì ekip phóng viên kênh VTC14 sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi.